Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Sun Studio. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng mình đi tìm hiểu top những sản phẩm flagship cũ giảm giá đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại nhé. Hãy cùng mình bắt đầu thôi nào. Ở vị trí đầu tiên đó là LG V40 ThinQ. Về thiết kế thì các chi tiết ở trên LG V40 đã được hoàn thiện một cách tỉ mỉ, giúp cho máy trông liền mạch và giúp việc cầm nắm trên tay vô cùng đầm chắc. Các góc máy thì đều được bo cong nhẹ nhàng, đem lại cảm giác vuốt chạm cực kỳ mượt mà và dễ chịu. Về hiệu năng thì V40 ThinQ sở hữu một cấu hình mạnh mẽ với con chip Snapdragon 845 đi cùng với 6GB RAM. Hiệu năng của máy đem lại vẫn rất ấn tượng khi cho tốc độ mở ứng dụng nhanh và khả năng chạy đa nhiệm mượt mà, cũng như là khả năng xem phim, chơi game vẫn rất thoải mái trong tầm giá. Ngoài ra thì về khả năng giải trí, V40 ThinQ sẽ không làm bạn thất vọng nhờ được trang bị hệ thống âm thanh DAC 32bit nổi tiếng. Và với việc có rất nhiều những yếu tố toàn diện thì LG V40 hứa hẹn sẽ là một trong những ông hoàng giải trí ở trong phân khúc khi mức giá của chiếc máy đang rất rẻ. Và ở vị trí tiếp theo đó chính là chiếc Samsung Galaxy S10 Plus. Ưu điểm lớn nhất trên chiếc Galaxy S10 Plus đó là về màn hình. Samsung Galaxy S10 Cộng sở hữu màn hình có kích thước 6.4 inch, sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED với độ phân giải lên tới 2K+, cho hình ảnh hiển thị sắc nét và độ sống động. Đặc biệt, màn hình này thì còn có sự hỗ trợ của công nghệ HDR10, nó cho phép màn hình hiển thị nhiều màu sắc hơn hoặc nhiều màu tối hơn phụ thuộc vào những gì đang hiển thị trên màn hình. Và với nội dung phù hợp thì người dùng sẽ bị bất ngờ bởi chất lượng hình ảnh mà video có thể mang lại. Về hiệu năng thì cung cấp sức mạnh cho máy là con chip Snapdragon 855 hoặc Exynos 9820 với 8GB RAM cùng với 128GB bộ nhớ trong cho bạn thoải mái lưu trữ dữ liệu cá nhân. Với cấu hình này thì S10 Cộng không ngán bất cứ một tựa game hay là ứng dụng nào trên thị trường hiện tại và vẫn hứa hẹn mang lại trải nghiệm sử dụng thoải mái cho người dùng. Về pin thì Galaxy S10 Cộng có viên pin 4100mAh đi kèm với công nghệ sạc nhanh 15W và sạc không dây, đem lại thời lượng sử dụng ấn tượng. Ở vị trí thứ 3 trong video ngày hôm nay sẽ là iPhone 8 Plus. Về thiết kế thì dù trong năm 2020, thiết kế của 8 Cộng đã có thể nói là lỗi thời nhưng nó vẫn rất đẹp. Máy được trang bị khung nhôm cao cấp chắc chắn và mặt kính cường lực ở mặt trước và phần mặt lưng cùng với logo táo khuyết quen thuộc đem lại độ nhận diện thương hiệu rất cao. Về màn hình thì máy sẽ được trang bị màn hình LCD 5.5 inch, độ phân giải Retina vẫn giữ được nguyên như phiên bản trước nhưng iPhone 8 Plus thì được cải tiến về độ phủ màu lớn và công nghệ tru tông. Thông qua cảm biến ánh sáng xung quanh và tự động thay đổi độ sáng màn hình điện thoại giúp bạn đỡ mỏi mắt hơn. Về cấu hình thì trái tim của iPhone 8 Plus là con chip Apple A11 Bionic 6 nhân mạnh mẽ, cùng với hệ điều hành iOS 13 mượt mà, ổn định, tự tin, cùng bạn chiến hầu hết tất cả các loại game đỉnh đám hiện nay, cùng với bạn bè như là PUBG Mobile, Liên Quân Mobile. Về pin thì với lượng pin khiêm tốn chỉ với 2691mAh, nhưng iPhone 8 Plus vẫn cho ra thời lượng sử dụng rất thoải mái trong khoảng thời gian một ngày. Vị trí thứ tư đó là chiếc iPhone XS. Về hiệu năng thì iPhone XS được trang bị con chip Apple A12 Bionic được xây dựng trên tiến trình 7 nanomet đầu tiên của hãng với 6 nhân giúp iPhone XS có được một hiệu năng vô đối cùng với khả năng tiết kiệm thời lượng tối ưu trong tầm giá. Bên cạnh đó thì bộ vi xử lý đồ họa của máy cũng được Apple thiết kế lại giúp cho việc chơi game hay dựng hình ảnh mượt mà và nhanh chóng hơn gấp nhiều lần. Chưa dừng lại ở đó thì iPhone XS còn được tích hợp thêm trí thông minh nhân tạo giúp tối ưu phần cứng để bạn có thể xử lý các tác vụ một cách đơn giản nhất. Kết hợp với sự tối ưu đến từ nền tảng iOS, sự hỗ trợ lâu dài của Apple là hệ sinh thái đồ sộ, iPhone XS quả là một món hời lớn trong tầm giá để các bạn có thể mua về sử dụng lâu dài. Chung quy lại thì nếu như yêu thích một chiếc máy có thiết kế cao cấp cùng với mức hiệu năng trên giá thành tốt và khả năng cầm nắm nhỏ gọn, tiện lợi thì iPhone XS chính là sản phẩm dành cho bạn. Ở vị trí cuối cùng đó là chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus. Điểm nhấn ở trên chiếc Galaxy Note 10 Plus chắc chắn đó chính là về màn hình. Khi máy sẽ sử dụng màn hình Dynamic AMOLED Infinity O 6.8 inch trên độ phân giải 2K+. Chưa kể đến việc màn hình của máy còn hỗ trợ cả nội dung HDR10+, vì thế các chương trình phim ảnh, game và các nội dung khác được hiển thị rất đẹp và sắc nét. Về cấu hình thì máy sẽ được trang bị hai con chip khác nhau tùy thị trường, đó là Snapdragon 855 hoặc Exynos 9825 kết hợp với 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong sẽ giúp cho chúng ta không bao giờ cảm thấy sự giật lag trong quá trình sử dụng. Và cuối cùng thì S Pen chính là một trong những yếu tố cốt lõi khiến cho Galaxy Note trở thành điểm đặc biệt và hấp dẫn. Bút S Pen thì có nhiều tính năng hơn bút cảm ứng stylus thông thường, từ ghi chú nhanh bằng cách viết trên màn hình khóa đến chụp ảnh từ xa với S Pen.
Giờ đây thì bút S Pen 9.10 cộng đã được nâng cấp và hiện tại thì đã hỗ trợ điều khiển bằng cử chỉ. Tính năng này thì cho phép người dùng điều khiển một số ứng dụng của Samsung như là camera từ xa mà không cần phải chạm vào điện thoại. Như vậy là vừa rồi mình đã cùng với các bạn đi tìm hiểu top những sản phẩm flagship cũ giảm giá đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Các bạn thì sao? Các bạn cảm thấy như thế nào về những chiếc điện thoại này? Hãy cùng comment ở phía bên dưới để chúng mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.